cái hộp này tổng thể nó là có một phần ở dưới là hộp giấy, phần trên phần này là bằng nhựa cứng để thấy được cái camera ở trên nè các bạn. Trong đây thì các có các phụ kiện, các mặt bên này cũng đơn giản thôi. Bên đây thì thể hiện là trong cái hộp này nó có những cái sản phẩm gì. Phía sau này thì giới thiệu về cái GoPro app, các bạn có thể tải trên App Store hoặc là Google Play. Giờ mình bắt đầu mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây cái phần ở trong à, bật lên. Đầu tiên là bật này lên để qua đây. Giống như mình lúc mình gắn cái GoPro lên cái phụ kiện. Trong đây thì có mấy cái là sách hướng dẫn. Cái miếng này, một miếng miếng đề can, sách hướng dẫn, rất nhiều ngôn ngữ, tìm hiểu kỹ hơn về cái hộp mình hướng dẫn. Trong hộp này thì có là một cái miếng dán, miếng này dán này có thể các bạn có dán lên mũ bảo hiểm để mà gắn cái GoPro lên lên trên mũ bảo hiểm. Một sợi dây cáp sạc. Pin. Là về cái GoPro này. Chắc nếu mà các bạn tháo cái này ra. Các bạn sẽ lấy được cái phần đế này ra. Đối với các phiên bản GoPro cũ thì nó sẽ không có hai cái phần này các bạn. Phần rồi đây là mặt trước. Mặt trước có logo của GoPro, một camera lồi ra. Đây là một cái mic, màn hình hiển thị, màn hình này không có cảm ứng các bạn. Phía bên trái thì có thế hệ số 8. Đây là nút nguồn, bấm nút bấm các chế độ, một mic ghi âm. Màn hình phía sau, phía trên này có nút quay phim này các bạn. Bên đây là nắp pin. Các bạn để cái phần này lên. Sau đó các bạn mở ra. Trong đây sẽ có một cái khe cắm pin, khe gắn thẻ nhớ, khe cắm sạc. Ở trên đây là toàn bộ phần bên trong của cái hộp GoPro Hero 8 mình đã khui hộp xong. Gồm có một cái máy chính, pin, cáp sạc, một cái bộ phận để gắn lên mũ bảo hiểm, cái vít để cố định cái phần chân đế này để các bạn có thể là kết nối những cái GoPro này với các phụ kiện tương thích. Nếu mọi người thấy thích thì đừng quên like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.